cái cơ sở để có thể đánh ở thời điểm nhất định dành cho bên phía của BLG. Chứ kể đội hình này, đội hình tăng tiến ở thời điểm cấp độ 6 khá là tốt nha. Sau khi giờ cấm vào trận kết thúc thì chúng ta có thể thấy hình dung được cái lối chơi đang được chuẩn bị đến từ cho cả hai phía. BLG họ sẽ cố gắng đánh một cách chủ động hơn để có thể tạo lợi thế ở những cấp độ đầu tiên của ván thi đấu, và thậm chí là có được cơ hội để có thể lăn quả cầu tuyết lớn ở thời điểm cấp độ 6. Cạnh đó nha, thì con rồng đầu tiên cũng đã được ăn từ trước dành cho bên phía của BLG rồi. Rift chủ động tấn công vào người của Lai, cấp độ 6 cũng đã có. Chiêu cuối đến từ đó, Go quay ngược trở lại, hùng không chế được tạo ra là quá nhiều. Điểm hạ gục chiến công đầu tiên và thậm chí là hai điểm hạ gục đang chuẩn bị đến với cặp đôi đường dưới của BLG ở khu vực đường trên cũng là tình huống va chạm. DNB đang cố gắng để có thể gây sát thương. Anh ta bị gây sát thương đến từ Wayway, nhưng liệu rằng có đủ hay không đây? Pin đã bị hạ gục, nhưng vẫn là tình huống trao đổi không lỗ dành cho bên phía của BLG ở cánh trên, và họ thắng ở trong pha giao tranh ở cánh dưới. Thì cái sức ép đầu tiên từ việc là đẩy đến rất là nhanh đến từ phía của Bill, và bây giờ dùng chiêu cuối. Trời ơi, thôi chúng ta, ui, sát thương là nhiều quá. Chúng ta có thể thấy một con cơ miêu búa rìu sát thần giao thức chuẩn sát lần hai, lấy một lượng máu lớn đến từ Ale. Đúng rồi, thôi, nghĩa là họ chấp nhận đổi một trụ lên một rồng. Lướt lên bắn đến từ Lai, ui đó, lượng sát thương tương đối nhiều nha. Có định mình phải gọi để có thể quay ngược trở lại, gói hàng tiếp cận DNB, liệu rằng có đủ sát thương hay không? Câu trả lời là có, quay chưa hất tung được quá nhiều người, Lai đã bị hạ gục. Phía bên trong đó tối hậu thư kết hợp với một lá chắn Duran, giữ chân được cho mình đó là Ale. Quay ngược trở lại, lượng sát thương từ tầng sau đến từ DNB là cực kỳ nhiều. Double kill dành cho DNB. Chưa có triple kill, à có rồi, đó là tình huống bắn rướng trúng vào người của Swip. Triple kill dành cho Cocky của DNB, để nhắm vào hạn chế đi cái lượng sát thương triệt để của Cocky. BLG họ tràn ra khu vực đường giữa, nhưng bên phía của Li Ninh không ngại, họ quay ngược trở lại để có thể tấn công định mệnh vẫy gọi, giúp cho Swift đang rút lui được. Nhưng ai che dành cho Doggo pha thi đấu này đây? Chủ động tốc biến đến từ Ale để có thể giữ chân được Swift. Sát thương gây ra tương đối là nhiều, bắt buộc phải tốc biến. Ui, phía bên kia đó chính là Bin lao vào lựa chọn Lai, nhưng ta không đủ sát thương. Siêu hùng giáng thế hơi chậm một chút xíu, Fofo cũng sẽ bị hạ gục. Và điểm hạ gục đó thuộc về cho Vigo của Đặc Răng. BG đã rút lui rồi. Hãy cùng xem Wayway. Baron còn lại đâu đó khoảng chừng hơn 1000 máu mà thôi. Wayway chim mồi, Wayway bị làm choáng. Wayway sẽ phải lên bảng điểm số và Đặc Răng cướp xác được Wayway. Và sau đó quay ra dứt điểm bực đùa lợi Baron. Đùi ra với một cái gói hàng đã hết thời gian hiệu lực đến từ đôi bì, liên tiếp là những tình huống bao phố phò. Bin đang cố gắng để có thể lao vào, có luôn lốc xoáy đến từ Wayway, nhưng sát thương là không đủ. Tặc Sang như đã nói, con Vigo của ta có khả năng chống chịu đến từ một cái giáp liệt sĩ. Wayway lao vào lốc xoáy lần hai, nhưng ta chỉ đang tạm thời giữ chân được Ale mà thôi. Bộ tứ đến từ bên phía của Li Ninh vẫn đang có cơ hội để có thể bắn. Donny vẫn có đồng hồ, anh ta tiếp cận với một cái thảm lửa Valkyrie, anh ta có đồng hồ để có thể câu kéo. Bin gần như là bất lực. Swift tương tự là như vậy, Fofo thì đã phải lên bảng điểm số. Đặc Răng đã dứt điểm được Bin. Chiến thắng ở trong ván thi đấu này đang thuộc về các thành viên của phía Li Ninh Esports. Wayway và Crip gần như không đủ khả năng phòng ngự, khi đó vẫn là 4 người đến từ phía của Li Ninh. Bây giờ thì lao ra không có chiêu cuối từ Wayway là quá khó cho bản thân của anh ta. Sát thương từ Li Ninh này là quá nhiều đi, không còn đủ năng lực để có thể phòng ngự nữa rồi. Donby biết được rằng tài nguyên của anh ta là còn đủ, và anh ta không cần phải sử dụng bất kỳ một cái phép bổ trợ tốc biến nào ở trong cái tình huống giao tranh vừa rồi. Đơn giản là anh ta sử dụng cái thảm lửa Valkyrie để có thể áp sát và Ale, bỏ qua Lung Bin, tấn công vào hàng tuyến đầu cùng với những người đồng đội của mình.